đúng rồi, xíu nói đủ gì ta, tỏi vàng á. Vàng lúc đầu anh nghĩ á là cái này mình sẽ ăn kiểu như ăn chan tương vô luôn, nó giống như là bún thịt nướng hay là giống như là những món bún khô vậy á, nhưng mà lại chan với nước lèo, nó là một cái mà rất là lạ luôn nè cả nhà. Wow, tuyệt vời. Hôm nay thì ăn hai tô thôi nhưng mà cảm giác là mình đã bị già đi rồi. Hello, xin chào cả nhà. Hello, xin chào cả nhà. Rồi, hôm nay mấy anh Nguyên, anh Phong nè, chị Hiền cũng no khi mà ăn quán đầu tiên rồi. Yes. Nhưng mà quán thứ hai thì anh Nguyên giới thiệu qua cả nhà thì nó cũng có cái tên rất là lạ, độc đáo. Nhưng mà tên gì thì mình cùng vào quán để mình tìm hiểu nha. Yes. Đó, đây là quán thứ hai trong hành trình đi Sóc Trăng của team mình nha. Với lại em cũng nghe mấy chị ở dưới Sóc Trăng nói cả nhà, đây là một trong những cái món mà giống như là thay vì nổi tiếng ở đây là bún nước lèo thì đây là cũng là một trong những cái món mà nổi tiếng ở Sóc Trăng luôn cả nhà. Nhưng mà ở trong đây nó có topping gì thì cả nhà vào tìm hiểu nha. Chung thì nó nhanh tay quá, nó gọi trước ra bàn luôn nè. Bây giờ mình sẽ quay em quất năm tô năm tô mì xong rồi. Nhưng em khi mẹ em nghe được cái món này là nó lạ quá, nên phải thử. Đó, em hỏi chút thông tin quán nha. Rồi, sẵn đi. Cái quán ăn ở đây có một cái món em mới nghe cái tên lần đầu luôn. Rồi, em hỏi thông tin đi. Nóng rồi, già. Xíu nói đủ gì ta? Tỏi già. À, đúng rồi, già. Già là giờ đúng không? Già là già gì? À, gì là gì? Già. Già. Ông già, bà già hả anh? Già. Hay là vợ? Già đúng rồi, gì đó anh. Gì ông già, bà già đó. Già. Bún gỏi già. Già. Tên này anh biết là nó bắt nguồn từ đâu mà anh? Cái kiểu bún gỏi gà, bún gỏi già. Trước tới giờ không biết nó bắt từ đâu. Chắc là từ các thế hệ cha ông đi trước nữa rồi. Tới chuyện tới bây giờ thì chỉ còn cái tên, còn cái lịch sử thì chắc sẽ có những người người ta tương tận. Còn anh thì anh bán ở đây là bao nhiêu lâu rồi? Anh cũng 14-15 năm. 14-15 năm. Cái địa chỉ mà để mình dễ biết cái tên quán mình tìm tới để ủng hộ anh là địa chỉ nào? Trước kia để trên Yên Khoa, trên Gái. Dạ. Rồi sau là bảng nó hư, dẹp bảng luôn. Giờ người ta biết rồi không để nữa. Dạ, anh thấy nó đối diện với Trường Hà nè. À, đối diện với nhà khoa Trường Hà. À, nhà khoa Trường Hà bên đây nha cả nhà. Ấp An Trạch, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, Sóc Trăng. Tỉnh Sóc Trăng. Dạ. À, giờ vào luôn đi em ơi. Dạ. Cái khung giờ anh bán đi. Khung giờ bán từ 5:30. Nóng á. Khoảng dạ. 9:00-9:30 hết. Ok, 9:00-9:30. Giá một phòng của bên mình là bao nhiêu ạ? 30.000. 30.000. Rồi. Cái bún gỏi già. Bún gỏi già như cái phần mình làm nãy là như vậy. Dạ dạ, bây giờ làm thêm một phần nữa nha. Dạ. Bình thường của anh á là nếu mà con tôm lớn thì được 3 con nha cả nhà. Còn nếu mà con nhỏ thì được 4 con. À, ăn cái này là cái miếng chanh mình bắt vô luôn mình ăn luôn anh. Miếng chanh mình dắt vô chấm mới bên đây nữa ăn có gì. Dạ. À. Rồi bây giờ anh chan nước lèo giùm em luôn đi. Rồi chan luôn ha. Bún gỏi già. À, anh chan cái sốt này lên luôn nè cả nhà. Em nghe anh Nguyên nói là đặc biệt ở đây là cái sốt tương đó, đó. À. Là cái đặc biệt á. Rồi. Một tô này là 30.000. À. Rồi, cảm ơn anh nha. Thế ngoài ra thì em thấy bên anh là có cơm nữa hả? Có cơm,
Dạ. Yeah. Rồi. Đây em bưng cho. Cơm gà đây là mình sẽ có cái không phải lấy cái phần đầu của cánh mà mình lấy cái phần thân. Phần cánh thân giữa, của cánh giữa. Dạ. Yeah. Một phần cơm của anh là sẽ có giá là bao nhiêu? Cánh này cũng 30 nếu mà cái gà ta thì khoảng 50. À, có thịt nướng, sườn nướng rồi này nè cả nhà. Nhưng mà hôm nay mình sẽ ăn cái bún gỏi già để coi như thế nào nha. Rồi, bây giờ cùng vào thôi. Đi thôi em. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ. Rồi. Okay. Mời nha. Mời anh Nguyên, mời anh Phong, mời chị Hiền. Bây giờ em em lần đầu tiên em ăn cái này em hồi hộp quá. Ý là không biết vị nó như thế nào á anh Nguyên. Đây mình sẽ dắt một miếng chanh vô đây hả anh Nguyên? Chung rồi. Chanh nhiều nước quá. Một miếng chanh vô đây. Nhiều luôn. Rồi. Ừ. Xong rồi một miếng chanh vô trong tương. Lấy tương bỏ vô. Tương bỏ vô. Nên lọc. Tương mình sẽ bỏ trong tô phân nữa. Đây là cách anh Văn Nguyên chỉ nha mọi người. À. Đây là cách anh Nguyên anh chỉ. Ngon là ok nha. Vẫn nguyên chịu nha. Còn đúng là có trà quậy. Cảm ơn. Tên lạ quá. Mời cả nhà. Gỏi già. Gỏi già. Lạ quá. Chúng ta trước đây thử coi được không? Em nhỏ anh, em nhỏ kính lão đất thoại chứ. Không được như vậy. Rồi. Ôi chanh ở đây nhiều nước. Chanh nhiều nước hả? Rồi, mời cả nhà. Thẩm tiếp đi anh. Anh Lộc chắc bây giờ là cửa này đói lắm mày hả? Cầm sách thế nào? Sao làm sao? Chua chua quá chanh. Rồi em chỉ phép hút cái tương này giống như là tương đen vậy đó nha. Lạ không? Đúng mà không? Nó làm cho cái nước nước dùng á nó thơm mùi tương lắm. Mời cả nhà nha. Vị chua chua quá chanh. Vị đậm đậm của tương. Thêm cái mùi của quế nè. Với lại rau răm nữa là nước dùng á mình nó thơm lắm mà nó lạ lắm không nó không phải nước dùng mắm nha mà nó lạ lắm nó có vị nó tại vì tương nó có cả đậu phộng nữa đúng không có đậu phộng nữa nè chung mà cái nước rất là chua chua thanh thơm thơm đúng không chị hay á ngộ cái tương này nó giống cái tương mà mình ăn bò bía trong đây thì sẽ có xà lách nè, sẽ có rau quế nè, tôm nè cái gì đậu phộng đặc biệt là ở đây lúc nãy anh có nói cái miếng chả này là chả cá thác lát nha cả nhà. Ồ. Chả cá thác lát mời cả nhà. Chả cá dai. Chả cá rất là dai luôn. Giòn giòn. Dai dai mình xịt. Mày. Uống coca hả? Biết là có coca chị. Trời ơi, cảm ơn Trung nha. Em xin một cái tẩy đá đi ạ. Anh nói trúng cái trúng cái miếng đậu phộng á. Cái vị thơm của đậu phộng nó dậy mùi lắm luôn á. Còn anh thấy cái thịt đây nó giòn giòn nha. Thịt giống như là thịt bắp vậy á. Nó giòn giòn mà nó không thể diễn tả được là khi mà mình ăn á cái nước lèo này nó lạ lắm nha. Cái thịt đó nó có gân gân á. Là bà đấy ngon quá nhiều vậy em được
1, 2, 3. Yo. Chuyến đi Sóc Trăng này mình đã được mở mang tầm mắt rồi cả nhà ơi, nhiều món quá. Ở đây mình thấy là khi mình sáng mình ăn cơm gà nướng. Dạ. Nhiều món quá. Bỏ sớm lắm ha. Dạ. Ở đây luôn hả anh? À, quán này là buổi sáng có bán cơm gà nữa nha cả nhà. Bây giờ vẫn còn anh Nguyên. Cơm nhưng mà bán với cái cánh giữa. Dạ. Dạ. Thì kia thường là có thể là có thứ xấu rồi đó, đúng không? Thôi, ngâm chắc mì rồi. Wow. Có cái chanh nó làm mình không bị ngán á. Lúc đầu anh nghĩ á là cái này mình sẽ ăn kiểu như ăn chan tương vô luôn, nó giống như là bún thịt nướng hay là giống như là những món bún khô vậy đó, nhưng mà lại chan với nước lèo, nó là một cái mà rất là lạ luôn nè cả nhà. Cái này mình học về mình Sài Gòn mình bán nữa. Ờ, ở Sài Gòn chị chưa thấy nha. Cái này mình nếu mà học về Sài Gòn bán nó lạ lắm, mà nó ngon nữa. Nói chung là ăn sáng là dễ ăn á. Cái đó là gì Phụng? Học công thức về bán Phụng. Dạ. Rồi. Tôm mấy con tôm luôn, ăn hoài luôn. Nếu mà tôm nhỏ là 4 con. Tôm lớn là 3 con. Tôm lớn là 3 con. Tôm này á, vợ mình rất là thích luôn á. Tại không phải mất công mà bóc vỏ tôm. Quán đã bóc luôn tới phần đuôi luôn. Nhưng mà anh lột cái tôm rất là đẹp đó nha. Đúng không? Đẹp ra anh sống à, làm gửi anh sống à. Anh Nguyên nhiệt tình quá nha. Anh Nguyên không chỉ những quán ăn mà địa phương, mà anh Nguyên còn chỉ cái chỗ bán nguyên liệu luôn. À. Dạ. Dim sum. Cái món đó cũng là của người Hoa luôn anh Nguyên. Dạ. Đúng là cái chanh này em giống như chanh giấy vậy ha. Nó nhiều nước ghê luôn. Chanh này mà mua về tiệm mình pha chắc là cục trái mình pha cũng được nhiều quá. Tao ra ha. Một trái là pha được tầm 1 ly. Ờ. 2 trái chứ, 2 trái 1 ly. Em ăn bắt đầu em biết cách dùng rồi đó. Nhưng mà một tô vậy là người ta đã chan tương rồi đó, anh chan thêm hả?
anh trang thêm á, nãy anh cũng trang thêm nửa phần đồ chấm á. Có chuẩn bị mặn á nha. Ngon quá. Đã. Chả cá thác lát ăn rất là dai, ăn vào bị lát. Cái này là chả cá thác lát mà vậy chắc em nghĩ là nguyên chất á. Nó mới dai được vậy á. Kiểu như là món này thì nếu mà tách riêng ra từ cái nguyên liệu á thì nó là phải có độ tươi thì nó sẽ hợp thành là một cái tô bún gỏi già chất lượng như vậy. Nhưng mà cái tên lạ ghê á. Này cái nước hầm xương á, nó phải xương rồi đó. Có đậu rằm nữa em. Để đúng rồi, đậu rằm, rau quế. Dạ. Dạ. Xong rồi em. Sau khi chờ đợi quý anh chị thì em đã hai chiếc sạch tô rồi, xong tô rồi. Nhưng mà này là đủ cửa ánh sáng của em rồi. Năm giấc mì và tô bún. Ngon không anh trai? Quá ngon. Dứt đi anh trai. Nhưng mà xuống đây là anh Nguyên ảnh lén lén là thấy anh Nguyên anh đang ngay chỗ chủ quán rồi. Kêu là không có thường tính tiền tụi nó nha. Anh Nguyên giống như đại ca vậy. Đỡ tính tiền cho anh. Đó là mấy mấy chủ quán là kiểu như là quen á. Nên cũng không dám lấy tiền của người lạ. Mà đặc biệt là đại ca kêu nữa nên nãy mình ăn nỉ chủ quán mà không được luôn anh Phong rồi. Nguyên nhiệt tình quá. Thì chúng ngày mày đem mình xuống à, học cho trả gì hết. Nguyên là quá nhiệt tình, quá hiếu khách rồi. Vậy thì anh Đọc phải làm 5 tô thôi. Nhưng mà bún già này, bún gỏi già này anh lạ quá. Mà làm mình ăn nó lạ. Nó không phải như bún mắm, cũng không phải giống bún nước đèo đâu. Nó có vị của tương, chanh nè, quế nè, thơm, lum. Topping thì topping tự tựa như hủ tiếu Nam Giang. Nhưng mà cái nước lèo đó lại lạ lắm. Lạ một cách kỳ lắm. Mà nó ngọt ngọt thanh thanh, thơm thơm mùi tương này, thơm thơm mùi rau quế này đó. Mà nghe cái tên gọi nó cũng lạ, nó chung. Gọi già đúng rồi, cái tên nó là lạ. Biết đâu là tự nhiên mình đưa cái món này về Sài Gòn là hot trend sao ta? Nó viral hay sao ta? Em bên hỏi cái anh chủ quán anh là cái món này là lâu năm chưa? Lâu năm chưa? Mà xuất xứ từ đâu nữa? Quên ha, xíu nữa mình hỏi chút không biết. Lâu lắm em. Tại vì cái thời của anh cũng lớn tuổi rồi mà anh cũng không biết là cái tên này xuất xứ từ đâu luôn mà. Là trước đó nữa rồi. Quá im. Giờ này mình ăn xương xương xong xíu mình em bánh bía. Xương xương cái nữa. Chưa nhất xương cái nữa, chiều nhất xương cái nữa. Chút nữa mình sẽ ghé qua bánh mía. Không ơi. Tân Hưng. Trưa nay một cử, chiều cử nữa. Một trong những quán bánh bánh mía mà cơ sở bánh mía. Cơ sở bánh mía hình thành lâu đời nhất ở đây cả nhà. Vũng Thơm là một trong những địa danh mà xuất xứ của bánh bía nha. Là một trong những lò đào tạo bánh bía ra đời tại Sóc Trăng là Vũng Thơm.
Chút nữa tự tác chung ăn 10 cái bánh bía. Nhỏ. Em mà ăn 10 cái không ăn 2 cái. Anh Phong, anh Phong giờ này giống như là anh Phong đã kiểu như thôi, không quan tâm sự đời nữa rồi. Dung giờ. Cái len dung vô ra được đúng không? Đúng rồi. Mà về Sóc Trăng thì không thể bỏ qua bánh bía đâu. Bánh bía là đặc sản, là một cái như là quà mình sẽ mua về làm quà tặng cho người thân gia đình. Phong anh còn mua về anh đem vào Úc nữa cả nhà. Subscribe bọn tao này, bọn có bài hát đó đó. Chung cho chị miếng khăn giấy. Không, em không cho chị miếng, cho chị một khăn giấy. Dạ. Cũng thêm tô nữa, trưa phòng nghỉ ha. Nhưng mà anh thấy cái không gian ở những quán như đây nó rộng rãi á, khiến cho mình ăn cảm giác mình nó thoải mái em. Nó không phải là kiểu như là mà chật chật mà ăn gom gom lại á, nó sẽ kiểu như ăn nó bị hơi nóng một xíu. Hello. Hello hả? Trời ơi. Trời ơi. It's stop. Very good. Rồi, chúng mình quay xem tiếp tục bắt đầu. Quá. Ok, thôi tranh thủ đi anh. Hôm nay là pin máy ảnh nè, rồi máy ảnh nữa, độ nóng của máy ảnh nè, nó luôn luôn làm cho mình cảm thấy nó hồi hộp quá. Phải chạy đuôi thời gian. Wow, tuyệt vời. Hôm nay thì ăn hai tô thôi nhưng mà cảm giác là mình đã bị già đi rồi. Nhưng mình đã phân tích là nãy giờ anh phân tích là anh vừa ăn anh vừa phân tích là tại sao cái tên đó, thì theo anh nghĩ á, là xưa cái món bún này nè thì những người già rất là thích ăn, nhưng mà người ta lại nhưng mà người ta kiểu thích ăn gỏi nữa. Nhưng mà làm sao kết hợp giữa bún với gỏi đây, thì người ta sẽ chan nước lèo vào và cho thêm miếng tương nữa. Đặc biệt ở đây là những món tôm á, rất là tươi, người ta bỏ tôm vào, giống như sau đó là đặt tên là bún gỏi già, dành cho những cụ già. Nhưng mà khi mà những người trẻ ăn thấy ngon, người ta lấy tên đó và người ta ăn từ trước tới giờ luôn. Đó, lâu là bún gỏi cái đó già. Cái đó là một cái phần trình bày của anh Lộc đó nha cả nhà. Thôi chứ ngon, ăn là cảm giác là cái nước nó giống như Trung nói, nó không giống nước lèo của bún mắm, nó cũng không giống nước lèo của phở. Và nó có một cái vị thanh riêng, và đặc biệt là khi mình ăn kết hợp với cái tương này nè cả nhà, nó sẽ làm cái mùi lạ, nó làm cho cái món ăn của mình nó có một cái mùi rất là đặc trưng. Với lại đặc điểm là phải có chanh nữa. Cái mùi mà em biết hủ tiếu bào viên không? Hủ tiếu bào viên khi mình pha tương đen rồi mình bỏ một xíu chanh á, quậy lên nó giống giống như vậy. Nhưng mà ăn ở đây là ăn với bún và có tôm nè, có thịt nè và đậu phộng. Chả thác lát nữa. Chung là rất là lạ. Mong là cả nhà khi vào Sóc Trăng có thể tìm hiểu thử món này nha. Rồi, còn giờ mình xin phép là kết clip để mình đi qua cái xưởng bánh bía, cũng như là ăn thử cái bánh bía của bên Tân Hưng, của bên anh Nguyên như thế nào. Đặc biệt là bánh bía này thì mình đã dưỡng sức cho anh Phong rồi. Phong phải 20 cái mới chịu nổi. Đúng không anh Phong? Sao anh Phong im lặng với anh Phong? Phong lắc đầu vậy nè cả nhà. Phong à, bây giờ anh Phong no quá rồi nên thôi cả nhà, mình sẽ kết clip đây để anh Phong dưỡng sức thôi. Đây, mình đã tới lò bánh Tân Hưng của nhà anh Nguyên nha cả nhà. Đi thôi.
nhìn xịn quá em ha. Dạ. Hình như có heo quay nữa em. Ồ. Wow. Em nghe danh bánh mía đã lâu. Hôm nay mới vô trực tiếp cái chỗ sản xuất đây. Dạ. Anh Nguyên ơi, lịch sử của bên đây là hình như là lâu nhất nhì Sóc Trăng hả anh Hưng? Anh Nguyên. Tôi làm khoảng thập niên 80. Thập niên 80. Mà trước đó thì của mà 84. Trước đó đó là trước tiếp thu là có làm của gia đình anh Trung có làm rồi. Dạ dạ. Rồi sau này đó tụi tôi làm tiếp tục là năm 84 tụi tôi mới làm. Dạ. Từ dưới ruộng lên làm bánh mía, dở dán lầu vô, làm không có tiền. Làm tới thành công ngày nay đó cũng là dữ dằn. Rồi đó không tiền đó. Thằng nghèo lắm nó thiệt luôn á, dân chơi bán bánh mía mà mấy năm 7 8 năm trời. Dạ. Làm được cơ ngơi gì đó dữ lắm. Dạ. Ngồi đi mấy chị. Em qua tham quan sơ qua mấy cái quầy bánh mía được không anh? Rồi quán tự nhiên tự nhiên. Dạ dạ. Gia đình không có gì đâu. Có. Ở đây thì tụi tôi không có làm cái bánh kim sa kia nha, con trai tôi mới làm. Dạ. Ở đây nó làm một vài món đặc sản thôi. Dạ. Bánh ở đây thì em nghĩ là sẽ thiên hướng là hương vị truyền thống. Đây là em ghẻ. Dạ. Đông ơi, cái con tôm khô. Ông này Út nè. Này hai ba đứa con Út. Dạ. Một đứa thì ở Phước Lạc. Không có mấy mình. Phước Lạc mấy mình. Còn một đứa thì ở Cấp La. Cấp La là Sydney. Bồ Đô Lít ơi. Chú Ba cách ra vậy? Tại nó có chồng ai đấy? Tại vì nó có chồng tôi không biết. Anh ở đây anh giới thiệu sơ giùm em mấy loại bánh mía bên mình với ạ. Dưới của có ba đứa con à, đi nơi ai giữ? Mía thì hồi nào bây giờ thì chỉ có bánh truyền thống thôi, là môn đây, đây, đây. Dạ. Ở đâu cái môn cái đậu đâu anh? Ồ. Cái đậu. Dạ. Cái môn thì cái đậu nè hoàng. Ở đây là bên mình là chuyên sản xuất để xuất khẩu á cả nhà. Đây là cái này là bánh môn, cái này là bánh đậu. Dạ. Em cũng nghe danh đã lâu rồi. Hôm nay mà nếu mà trực tiếp ăn tại chỗ sản xuất như vậy nữa thì sẽ ngon và hấp dẫn hơn nữa. Dạ. Cả nhà. Cái này là dòng. Cái này là hai trứng. Dạ. Cái này là một trứng, cái này là hai trứng, chỉ cái này thôi. Dạ. Bánh thịt hết trơn rồi. Ồ, vừa hết luôn anh. Bánh thịt hả? Là ở trong là... Là bánh thịt, là bánh nhân mặn á. À, tạp xưởng này kia. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nó giống như tạp cẩm của bánh trung thu. Đúng rồi, đúng rồi. Thôi bây giờ mình sẽ xé cái bao này ra, mình mua ủng hộ ảnh luôn để ăn tại chỗ coi chất lượng như thế nào luôn cả nhà. Em lấy bánh hai trứng nha. Bây giờ mình ăn một trứng trước, rồi mình hãy ăn hai trứng sau. Dạ. À là nó khác. Được không? Dạ được. Ok. Được thì thôi, bây giờ mình ăn một trứng trước. Dạ. Anh ở đây ở trên Sài Gòn mình có cái chỗ nào để mình bán tại Sài Gòn không anh? Sài Gòn thì có chi nhánh nhà riêng là 671 xẹt 14 Hồng Bàng. Dạ, 671 xẹt 14 Hồng Bàng. 6 quận 6. Dạ. Điện thoại là 9605181. Dạ. Ồ đây. Là đây. Dạ. Thôi cho mình. Dạ. Ở Cần Thơ nè, Cai Lậy nè, Tiền Giang nè, Biên Hòa nè, Hà Nội nè. Ồ, nói chung là địa chỉ nhiều chỗ nha em ha. Dạ. Bánh tinh này là không nhân. Dạ. Bánh tinh nó mới có nhân. Đó. Thì để mình ăn thử cái chất lượng của cái bánh bên đây luôn cho cả nhà trải nghiệm nha. Dạ. Cho em xin cái bánh một trứng đi em. Em mà đá là thích cái à. Bánh này chế ở ngang chắc không phải là lấy gàn cải, lấy ên đi. Ôi. Lấy ên đi rồi lột ít giấy ra. Dạ. Nha. Hướng dẫn ăn bánh mía tại cơ sở bánh mía Tân Hưng, lột ít giấy ra. Đúng rồi, lột ít giấy ra. Dạ. Thường thường tại vì cái bánh truyền thống là nó phải có cái lột ít giấy thôi. Dạ. Cái đó là 40. Rồi, bây giờ mình sẽ tách ra nha cả nhà. Coi bên trong nó sẽ có gì nha. Chơi như thế luôn. Mẻ cái làm hai phải không?
Rồi. Tại vì cái chiến dịch mà mình không cắt là nó đứt. Dạ dạ. Đây, mời em ăn phần này. Nhưng mà anh, hình như là em thấy là bánh á, là bình thường em hay đi mua bánh bía á, là nếu mà nó mới á, là ở trong mà nó sẽ có sốt như vậy nè đúng không? Còn nếu mà nó không mới á, là nó bị khô lại đúng không? Tại vì cái bánh truyền thống có người làm khô, có người làm ướt. À, dạ. Chứ không phải là nó như vậy hết. Dạ. Em thấy cái này của mình cũng là cái sốt nè, em thấy sốt rất là mềm. Ừ. Bởi vì thường thường là chỉ có đạt bao nhiêu thôi. À. Đó là mình sản xuất ở đây luôn hả anh? Dạ. Cả nhà nhé. Ở đây em thấy có mứt bí nữa. Đúng rồi, có mứt bí, có mỡ, con này có kia ha. Dạ. Trung kìa, Trung ăn thử đi Trung. Hả? Rồi nhưng mà lột cái đít cháy ra, đít ở dưới ra. Ăn hiểu rồi. Hiểu chưa? Ăn là phải lột đứt giấy. Cái này đúng rồi. Rồi. Nếu mà mình không lột ra thì đúng rồi. Thì đúng rồi. Sẽ ăn luôn rồi thành ra. Nó bị kiểu như sạm á. Mà lem. Anh ăn thử xuống. Ở bên Úc là khẩu vị của bên Úc. Cái này á em thấy là khi mình ăn á kết hợp với uống trà. Uống trà đỉnh luôn á. Tại vì thường là bánh ngọt, mỗi mùa qua là bánh ngọt là phải uống trà. Dạ. Không. Không quá ngọt. Anh cho em cái cắt giùm em cái hai trứng đi. Cái hai trứng là cái này. Dạ. Các em hai trứng em mời bác Tài thử à. Anh Đạt nó ăn là anh phải ăn hai trứng cho nó đều, chứ anh Đạt ăn một trứng Đạt kiện mình liền. Bây giờ tôi nói nghe nha, bây giờ cái bánh hai trứng nha, mình cắt đi chứ mình đừng bẻ, mình bẻ sợ nó kìa. Thôi mày cũng muốn làm tao làm hết á. Tôi cắt được. Dạ vậy. Ôi, cho em cái dao đi, em cắt cho. Vậy hiền. Dạ dạ dạ. Tại vì anh làm nhiều mẻ lắm rồi, bao nhiêu trăm ngàn mẻ rồi, nên cách anh sử dụng, cách anh chỉ mình á, mình làm theo nó sẽ ngon hơn. Thường thường á phải cắt, tại vì cái bánh nó có trứng nhiều thì phải cắt. Dạ dạ. Một trứng cũng vậy, phải cắt nó mới đứt. Dạ. Cái này mình vẫn phải lột đứt đứt bánh. Ở đây là hai trứng nha cả nhà. Bây giờ ngồi cho uống nước nha. Đây, anh tách ra đi. Dạ uống nha. Đúng rồi. Rồi, em. Đây nè cả nhà. Wow, đều luôn nha. Đều luôn. Cho camera man miếng đi em. Cũng có trứng luôn cả nhà. Đây, mời bà nha. Quà theo kiểu trời ơi hôm nay cứu tôi ăn hết món này món kia. Bây giờ thì mình sẽ cắt ra mời mấy anh. Dạ. 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 Rồi anh Đạt được nha cả nhà. Ok. Em ơi bạn nghệ sĩ làm TikTok cho cô đi nha. Nó làm TikTok rồi. Dạ dạ. Ở đây bánh in. Bánh đinh này nè, cái bánh đinh này nè, có dừa lọc thơm thơm béo béo mà không bị ngấy, cũng như là anh vị nó không bị bột, kiểu bột nóng cục trong kiểu trong miệng á, không bị bột. Anh nói là hoàn được em, đó ngon, nước trà ngon. Rồi. Thầy, anh Đạt, ăn thử bánh bía nè. Không chị Hiền. Rồi. Không ăn hả? Dạ. Dạ. Rồi. Khỏi phải không? Cho nó là. Nguyên dùng chung với tụi em cho vui. Dạ. Mà công nhận á, Nguyên là những món bánh bên đây á, nó không bị quá ngọt. Và anh thích là kiểu những người mà không lớn lớn đang vậy người ta sẽ rất là khoái. Đúng rồi, nhưng mà ở đây nó có hai biển nha. Nếu bán về thành phố Hồ Chí Minh á thì tôi đưa làm lợ. Dạ. Nếu mà bán về Campuchia á thì tôi làm lợ là ngọt. À nó hai cái. Nếu Campuchia đặt thì tôi làm mạnh ngọt lắm.
mà nếu nói Sài Gòn thì bớt mỡ, bớt đường, à gì đó, theo khẩu vị, à, khẩu vị của từng thì đặt người ta đặt cái mình làm, ở đây nhận hàng đặt không ạ, chứ làm đâu. Dạ dạ dạ. Hiểu em mà em cũng đang cân nhắc cái món gì đó để lên cái vàng của em trong quán trà sữa. Ừ. Thì món này nó rất là đặc biệt nha cả nhà, và đặc biệt ở đây là chính tay anh Nguyên giới thiệu nữa đó. Cái bánh hình em ăn em cũng thấy rất là ngon, nói chung giới thiệu mình dám so sánh người ta. Dạ mình không dám so sánh người ta đâu, nhưng mà ai hơn của tôi khó kiếm. Tôi nói thật, tôi nói là câu gì chứ ông kính, tôi nói thật. Nếu ai mà muốn hơn nhà tôi là khó kiếm. Dạ hỏi nhân dân của Sóc Trăng biết là lò bánh Tân Hưng sao biết so sánh với lò bánh khác thì biết liền. Dạ. Tất cả là phải về đây hết. Dạ. Như tụi tôi chỉ nhận đặt hàng thôi. Dạ. Không đặt là không có. Dạ. Tôi ví dụ em muốn đặt bao nhiêu phần này kia thì phải báo trước. Báo trước. Sau đó là sẽ ship về lại Sài Gòn cả nhà. À, khi mà ship về Sài Gòn thì khẩu vị sẽ không ngọt quá, để vừa khẩu vị của người Sài Gòn. Với em ở đây thì có thể em đặt ở Sài Gòn luôn được, nó có thể lấy phí chút thôi, lấy tiền phí để chuyển lên thôi. Dạ. Nó khỏi chuyển lên đây lên là phí chút đỉnh gì đó, rồi cái mình lại đó lấy luôn cho nó nhanh. Dạ. Ok. Anh Phong, mấy anh Phong. Ờ, à, Phong căng quá rồi nha. Em muốn đặt con mà cảm gái được chưa á. Em gái tôi lấy ra bà nhỏ thì ngon quá. Dạ. Quấn hết cái rồi. Rồi, thì bây giờ mình ngồi chơi xíu rồi mình sẽ qua lò gạch của nhà anh Nguyên. Không, anh làm gì?